Các ông có xem chung kết thế giới năm nay không? Lúc đầu thì tôi không hứng thú lắm bởi vì tôi không muốn xem chung kết thế giới cả. Nhưng bỗng nhiên caster này nói một câu làm tôi phải chú ý, đó chính là River Shen cannot be trifled with. Khoan đã, Som chính là River Shen. Nếu như các ông không biết River Shen là gì thì đây, theo như tôi tìm hiểu từ Payanta tìm hiểu được thì gã này chính là River Shen. Đó là vào khoảng 2015. Lúc đó mọi người già trẻ trai gái gay les ai cũng hào hức để chọn lên cho mình, nhưng riêng gã này thì lại là River Shen, cầm thiêu đốt kiệt sức rồi pick lock Shen và rồi chạy ra dòng sông và đứng đó. Và từ duy nhất gã này có thể nói được đó chính là River Shen. Và nếu mà ở Việt Nam thì chắc chắn gã này sẽ bị chửi sấp mặt luôn rồi. Shen về bot đi mà, mày là support cơ mà, đéo River Shen. Và khi đó team bạn bắt đầu chat ô, team này 4v6 nhá. Và rồi River Shen kiểu, mày không thể ghét tao được nếu tao giúp mày ăn mạng đúng không? Syndra thì kiểu, thằng lồn sen này đéo biết chơi game. Và boom, ai là người đã giúp Syndra ăn mạng ở mid nào? Và Thresh thì kiểu, làm ơn có ai đó có thể giúp tôi được không? Tôi pick SP và tôi đang ở mình ở bot và AD của tôi đâu rồi. Và không, Shen không phải là SP, tôi là SP. Và chỉ trong nháy mắt, Shen đã ở đó. Và sau khi giúp cho từng lên một thêm khoảng 3-4 lần nữa, trận đấu đã thắng và người ta đã bắt đầu không còn ghét gã ta nữa. Nhưng mà Som không phải là River Shen, River Shen thì sẽ cầm thiêu đốt và kiệt sức. Còn Som thì cầm trừng phạt và lên đồ đi rừng. Anh ta là Jungle Shen, not River Shen. Và theo như biểu đồ này thì Som mới chỉ đạt được 100% chia cho 5% bằng 25% sức mạnh của River Shen. Và sẽ ra sao nếu như tôi sử dụng 100% sức mạnh của River Shen nhỉ? 100%. Tôi đang làm những gì mà River Shen đã làm. Pick lock Shen với thiêu đốt và kiệt sức. Nói với team mình rằng River Shen chạy thẳng ra dòng sông và đứng ở đó. Nếu là River Shen thì ông sẽ tận hưởng khi đứng ở dòng sông cơ mà. Tôi thấy tôi không thể tận hưởng được điều này. Và tôi vẫn đang level 1. Tôi vẫn level 1. Tuy Ashe không có thời gian vui vẻ lắm khi ở dưới bot lên, nhưng mà tôi lại thấy cơ hội dành cho tôi đây rồi. Hello Ezreal, để tao cho mày xem chiêu thức đặc biệt của tao nhé. Ý tao là chiêu thức duy nhất của tao hiện tại. Yes, và giờ tao đã lên level 2 rồi. Oh hi Thresh, mày định ăn tao cơ à? Nhưng bây giờ tao đã level 2 rồi, tức là tao đã có 2 skill rồi, cho nên là see ya. Cuộc kỳ cục khá là quan trọng với River Shen bởi vì đó là nguồn EXP duy nhất mà tôi có. Có vẻ như bọn này vẫn chưa rút kinh nghiệm nhỉ? Chúng nó vẫn không biết rằng tôi chính là River Shen và tôi có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi nếu tôi muốn. Rồi chúng mày sẽ phải sợ hãi trước cái tên Rumble, à ý tao là River Shen. Ông có thể ăn mạng nếu ông muốn Ashe, tôi chỉ hit tí kinh nghiệm thôi. Sorry vì đã làm phiền nhé. Let me in. Đoạn này đáng ra tôi nên nói là River Shen. Sorry nha, lần sau tôi hứa tôi sẽ ulti lên người ông. Thật đó. Đến giờ thực hiện lời hứa của tôi rồi nhỉ. Fuck, ông ấy vẫn chết. Không sao Riven, tôi sẽ trả thù cho ông. À không, ý tôi là River Shen. Tôi nghĩ tôi đã thua bởi vì tôi đã lỡ thốt ra một từ khác thay vì từ River Shen. Điều đó đã làm tôi không thể đạt được 100% sức mạnh thật sự của River Shen. Tôi chết trên chính dòng sông của mình bởi vì tôi đã phản bội chính nó. Và lần này tôi sẽ không mắc lại sai lầm nữa đâu. River Shen. Ok, boys, quay trở lại dòng sông nào. Tôi phải kiên nhẫn để chờ cơ hội của mình đến. Và có vẻ như nó đã đến rồi. Woo! 1-0 cho River Shen. Tôi nên lên top bởi vì trận trước tôi chưa lên top lần nào cả. Một River Shen chân chính đó chính là phải làm chủ được hai dòng sông của mình. Fuck, River Shen. Có vẻ như Thibaut định hồi máu, nhưng rất tiếc đây là dòng sông của tao và chỉ có tao mới được phép hồi máu trên chính dòng sông của tao. Và nếu như mày muốn hồi máu thì để tao giúp mày về nhà. Dòng sông đang mách bảo tôi rằng có đứa đang ăn rồng và tôi nên ra check ngay bây giờ. Hi. Mày không biết à? Mọi thứ trên dòng sông này đều là của tao hết, cho nên là cảm ơn vì con rồng nhé Lee Sin. Bọn anh đang đến với em đây Thibaut. Nó có chốt ở đây không nhỉ? Hay là nó đang muốn tôi nghĩ rằng nó đang không thực sự ở đấy? Nope, nó không ở đây thật. Wait, what the fuck? Sao có Airy lại bay về đấy? Giống như là có kẻ nào đang tàng hình trong bụi vậy. Shit, nó đang ở đây này anh em, giết nó đi. Fuck, shit. Đừng lo, Jace, tôi sẽ cho ông mượn một ít sức mạnh từ dòng sông. Đúng rồi, gáy to lên nào. What? B thôi á?
River Shen, vãi cả lũ.